tiếp tục với video của tuần này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái video trong series chọn một tụ bài. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói với mọi người, mình muốn đưa đến với mọi người, đấy là món quà gì đang chờ các bạn trong đầu năm 2022. Thì ở đây thì mình có 4 tụ bài và các bạn hãy chọn cho mình một trong một tụ bài mà các bạn cảm thấy bắt mắt nhất, cảm thấy thích nhất, cảm thấy phù hợp nhất. Và mình nghĩ là hãy xem tiếp thêm cả những cái tụ bài khác nữa, biết đâu cái thông điệp các bạn cần nhận được nó cũng nằm ở những cái tụ bài khác nữa. Rồi và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem 4 tụ bài ngày hôm nay là gì nhá. Đây là 4 tụ bài. Xin lỗi mọi người, đây là 4 đồ vật chúng ta sẽ sử dụng để chọn trong ngày hôm nay. Thì tương ứng với mỗi đồ vật này sẽ là một tụ bài. Đó. Và đây sẽ là tụ số 1, tụ số 2, số 3 và số 4. Thì ở đây tụ số 1 của mình, đây là chiếc đồng hồ. Đây mình sẽ chiếu gần hơn cho mọi người xem. Đây tụ số 1 là chiếc đồng hồ này. Tụ số 2 là cái vòng tay, tụ số 3 là cái vòng cổ và tụ số 4 là cái kẹp tóc có chữ star. Đó. Thì chúng ta sẽ có 4 đồ vật ngày hôm nay và mọi người hãy chọn cho mình một đồ vật nào mà mọi người cảm thấy được thu hút nhất, hoặc là đơn giản là nhìn vào 4 cái này thấy cái nào thích bắt mắt nhất thì hãy chọn cái đồ vật đầu tiên. Và hãy mình khuyên là các bạn hãy nên xem cả 4 tụ, biết đâu những cái tụ bài khác nó cũng có thông điệp dành cho các bạn. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với tụ đầu tiên là tụ của chiếc đồng hồ này nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ đầu tiên, đó là về tụ về chiếc ha. Đầu tiên chúng ta là về cái đồng hồ, là những bạn chọn cái đồng hồ. Thì ở tụ đầu tiên này, món quà dành cho mọi người trong đợt đầu năm 2022 đấy là một sự gì từ chúng ta sẽ đọc từ nói ra mất vui. Đầu tiên thì nó có thể những cái điều mà các bạn đạt được năm 2022 có thể nó đã xảy ra ở cái thời điểm hiện tại hoặc là trước đó rồi, hoặc là xảy ra trong khoảng thời gian trong khoảng thời gian dài rồi, và đến cái khoảng đầu năm 2022 này là cái thời điểm các bạn đón nhận món quà của các bạn. Cái món quà đây là cái gì? Ở thời điểm hiện tại có thể là các bạn đang cảm thấy là có một cái gì đó nó không rõ ràng. Các bạn cảm thấy là giống như kiểu là các bạn bị che mắt vậy. Các bạn cảm thấy hư vô, cảm thấy không phải hư vô, các bạn cảm thấy mông lung, các bạn cảm thấy không rõ ràng. Cái gì trước mắt các bạn nó cũng là cái gì, nó rất là mờ ảo. Bởi vì ở đây chúng ta có những cái lá bài, có những cái thẻ dành cho các bạn. Thứ nhất là về cái việc là có một cái màng xương nó đang che mờ trước mắt các bạn, và nhiều khi các bạn đánh giá mọi thứ thông qua cái màng xương đó, tức là các bạn cảm thấy mọi thứ đang khá là mông lung. Những cái thuộc về những cái gì các bạn đang vướng mắc, các bạn cảm thấy nó khá là mông lung thì các bạn đang vướng mắc phải cái vấn đề đó. Và các bạn nhiều khi ấy, nó mông lung như thế nhưng mà các bạn lại đưa ra cái đánh giá, cái phán xét của bản thân mình mà mọi thứ nó chưa rõ ràng. Thì bây giờ cái thời điểm 2022 này nó là cái lúc để các bạn cần phải thực sự là nhìn nhận, làm cho mọi thứ nó rõ ràng hơn là như thế nào. Thì ở trong cái lượt trải bài này chúng ta có lá nothingness, không phải là ngọng, nó là cái lá. Ở cái lá này thì nó giống như là cái tính không ấy, từ hư vô đến hư vô, nghĩa là nó cần cái khoảng lặng. Các bạn cần phải có thời gian để có cái khoảng lặng cho bản thân. Ở đây các bạn có ít nhất là 2 cái lá bài nói cái việc là các bạn cần phải dành thời gian để thiền định nhiều hơn. Cái việc thiền định ở đây nó đơn giản lắm. Thì nếu mà các bạn mà đã follow mình từ trước và biết mình đã từng chia sẻ với mọi người như thế nào về thiền thì mình nghĩ là mình sẽ không cần phải nói lại cái vấn đề thiền như thế nào nữa. Thì ở trong cái lượt trải bài này, cái điều mà cần dành cho các bạn, tức là các bạn cần phải có thời gian dành cho bản thân các bạn nhiều hơn. Thiền là gì? Tức là các bạn dành thời gian cho bản thân của các bạn, tập trung vào cái khoảng lặng, tức là khi mà cái tâm trí của chúng ta không hoạt động quá mạnh. Bởi vì nhiều khi ấy, các bạn đang lao như một cái tên bắn, nghĩa là nhiều khi giống như kiểu là các bạn để cho cái tâm trí của các bạn lao rất là nhanh, hoặc là mọi thứ xung quanh các bạn diễn ra nó rất là nhanh, nó cứ vù vù trôi qua và các bạn không có thời gian để dành cho bản thân mình. Cái sự trôi qua nhanh như thế nhiều khi nó làm cho bản thân bạn cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên, và những cái người xung quanh bạn cũng cảm thấy ngạc nhiên về cái điều đó. Nghĩa là có thể thời điểm này mọi thứ sẽ diễn ra rất là nhanh, và cái quá trình mà để các bạn dẫn tới một cái gọi là breakthrough này nó cũng rất là nhanh, tức là nó có một cái sự lột xác, nó có một cái sự vỡ ra, nó cần là cái thời điểm để cho những cái gì nó đã tồn đọng
nó đã giữ các bạn lại ở trong cái màng bọc các bạn. Thì cái thời điểm đầu 2022 này, món quà các bạn đó chính là những cái mình đã giữ chân các bạn lại, nó sẽ thực sự buông bỏ ra, nó sẽ thực sự vỡ ra để các bạn biết được thực sự là cái điều ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc ấy là cái gì, cái điều mà các bạn đang che giấu bên trong con người thực sự các bạn là cái gì. Và cái khoảng thời gian này á, nó không nhất thiết gọi là cái, nó không nhất thiết phải gọi là cái gì gọi là bước ra khỏi bóng tối linh hồn cả, nhiều khi nó chỉ đơn giản là một cái gì các bạn vỡ ra, nhận thức rằng cái gì đó mà nó vướng mắc từ rất là lâu rồi và các bạn luôn bị đắm chìm vào trong cái suy nghĩ liên quan đến nó, tức các bạn dành nhiều thời gian trong ngày để suy nghĩ cái giải pháp cho nó chẳng hạn. Thì bây giờ là cái lúc các bạn đưa có được cái giải pháp cho chính bản thân mình, tức là các bạn đã sẵn sàng đập bỏ những cái mà không còn phù hợp các bạn nữa, những cái thuộc về cái hệ thống niềm tin cũ không còn phù hợp các bạn nữa, nó sẵn sàng nó vỡ ra để cho cái điều thực sự đang chờ đợi các bạn ở bên trong. Ở trong cái lá bài Breakthrough này, nó là lá bài màu đỏ, nó tương ứng khi mà mọi người nhìn kỹ vào đây mọi người thấy là giống như kiểu là cái tay của cái người đàn ông này bị còng, à không, đập vỡ đập vỡ những cái mảnh đang che lấp cái con người thật ở bên trong mình ra. Thì đồng với cái màu của cái lá bài này thì chúng ta có thể liên tưởng đến cái luân xa số 3 của chúng ta. Ở đây thì ngoài ra còn có một cái liên quan luân xa số 3 nữa, cũng là cái lá này cũng là liên quan đến luân xa số 3 của chúng ta, tức là mọi thứ đang vận hành rất là nhanh. Có thể là các bạn đang có cái khoảng thời gian, các bạn đang có cái kế hoạch, các bạn đang chạy kế hoạch nào đó các bạn, và các bạn đang muốn mọi thứ nó phải diễn ra thật là nhanh, nên các bạn quan tâm đến tốc độ nhiều hơn mà không thực sự không để ý những cái gì xảy ra xung quanh nữa. Các bạn chỉ quan tâm là các bạn có mục tiêu, nghe, các bạn nhắm đến, các bạn để ra một cái target cho cái kế hoạch của các bạn là cái gì, và các bạn cần phải nhắm thẳng đến nó. Và nhiều khi các bạn không quan tâm là làm thế nào để có nó, mà các bạn chỉ nhắm đến nó thôi, tức là các bạn bỏ qua những cái xung quanh mình. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn cần phải dừng lại, nhìn lại một chút để xem là cái điều mà các bạn đang cần phải thực sự để tâm vào là cái gì. Tức là nếu mà các bạn có kế hoạch kinh doanh chẳng hạn mà các bạn cảm thấy là các bạn đang bị cuốn theo nhiều quá, thì nên dành thời gian chậm lại để quan tâm bản thân mình nhiều hơn, không còn những cái vướng mắc mà các bạn cảm thấy nó níu giữ bước chân các bạn lại, thì từng cái bước đi các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Và ở đây còn có một cái thông điệp nữa từ thiên thần, tổng lãnh thiên thần Michael dành cho các bạn, đấy là trusting heaven, tức là bạn an toàn và thiên thần luôn ở cạnh bạn, và đầu hàng những cái mà các bạn cảm thấy lo lắng để đồng ý cho những cái điều gọi là phép màu được xảy đến với bạn. Thì tức là ở đây là cái gì, tức là xuôi dòng, cảm thấy cái gì mình đang chống đối lại, mình cần phải, nghĩa là kiểu cảm thấy mình đang ngược dòng, mình làm mà mình không thích á, thì cần phải thực sự dừng lại để xem là cái điều đấy nó có phù hợp với mình hay không. Thì tất cả những cái này nó đều rất là hợp lý, nó liên quan đến cái lá nothingness này và cái lá breakthrough này. Thì tức là các bạn cần phải có một thời gian nothingness, nghĩa là nhiều khi không cần phải làm một cái gì cả, chỉ là cái sự tĩnh lặng thôi. Cái sự tĩnh lặng này nó có thể đem đến rất là nhiều thứ. Cái sự tĩnh lặng này nó có thể đem đến cái nỗi sợ, nó cũng có thể đem đến niềm vui, nó đem đến cái sự bình an. Thế nhưng mà cái sự tĩnh lặng này là cái điều mà thực sự là tất cả mọi người đều cần. Đấy là cái cảm giác, nó là gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là cái tính không á. Nghĩa là mình trải nghiệm tất cả mọi thứ ở dưới. Nó giống như là cái tính không ấy, tức là mình biết tất cả mọi thứ nó, khi mà mình không phân tích đánh giá, mình không có cái phân tích cái lý trí, mình không có cái sự lý trí của mình can thiệp vào đó, thì mình thấy tất cả mọi thứ nó rất là bình an, nó rất là yên bình. Thực sự thì trong cái khuôn khổ cái video này thì mình sẽ không giải thích rõ ràng về cái lá bài, thật ra cũng không phải. Trong cái khuôn khổ của video này thì mình sẽ chỉ nói những cái gì mình thấy nó phù hợp thôi, chứ mình sẽ không nói sâu. Thì nhìn chung ở cái lá bài này, đây là cái khoảng thời gian mà các bạn cần phải dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, hay dành thời gian để thiền định nhiều hơn, để những cái gì cần phải vỡ thì nó sẽ được vỡ ra. Và hay đón nhận tất cả những cái điều đến với các bạn trong khoảng thời gian này, kể cả nó có là sự sợ hãi, nó có là sự khó chịu, nó có là bất kỳ một cái điều gì chăng nữa, thì chỉ cần các bạn biết rằng đấy là cái món quà dành cho các bạn. Bởi vì khi mà các bạn ở trong cái hành trình á, thì các bạn chưa chắc đã nhìn ra được là
nó là khó khăn hay là nó là niềm vui, các bạn sẽ cảm thấy, bởi vì cái thời điểm ấy là cái thời điểm các bạn đang tham gia vào cái game này á, nhưng mà các bạn chỉ dành tập trung tham gia game và cái cảm xúc của bạn cũng sẽ bị cái game này cuốn theo. Nhưng mà khi các bạn bước ra khỏi game rồi, các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy là à, nó rất là hợp lý, tất cả mọi thứ đang ở trên đúng cái thời điểm của nó, nên là không có cái gì đúng không gì sai cả. Cái tính không là như vậy, nên là chỉ cần các bạn hãy biết cái điều đó là hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, dành thời gian thiền định nhiều hơn, rồi mọi thứ nó sẽ đến đúng theo cái điều mà nó cần đến. Rồi cái việc đập bỏ cái việc lột xác là nó sẽ xảy đến với các bạn. Và khi các bạn lột xác rồi thì tất nhiên đây là cái phiên bản hoàn hảo hơn của các bạn rồi, thì đấy là cái điều rất là tốt và rất bất kỳ một ai cũng luôn mong chờ cái điều đó. Và đó, chỉ cần có một cái niềm tin là hãy tin tưởng và đầu hàng những cái làm cho các bạn cảm thấy lo lắng, buông bỏ, chính xác ở buông bỏ, để đồng ý cho những cái gọi là phép màu sẽ đến trong cuộc sống của các bạn vào cái thời điểm này. Khi mà các bạn đang cảm thấy mông lung thì đừng nên đưa ra bất kỳ một cái đánh giá, cái nhận định nào cả, chỉ đơn giản là xuôi dòng thôi. Và cái luân xa mà các bạn cần phải làm việc trong cái khoảng thời gian này, cụ thể chính xác nó là luân xa số 3. Tất nhiên là nhiều, là nó ảnh hưởng nhiều nhất luân xa số 3, còn cái cơ thể chúng ta là một cái hệ thống, tất cả nó liên quan rất là chặt chẽ với nhau, thì tất nhiên là có liên quan tất cả những luân xa khác nữa, không phải là nói số 3 là nó chỉ là số 3 thôi, nó là những cái luân xa khác nữa. Nhưng mà từ cái số 3 này, khi các bạn biết được cái vấn đề của các bạn là cái gì rồi, thì các bạn sẽ dễ dàng chĩa ra những cái điều khác nữa xung quanh cuộc sống của các bạn. Còn để xem luân xa của các bạn, luân xa số 3 là cái gì và nó như thế nào, nó tác động như thế nào, nó bla bla các thứ đó kia, thì mời các bạn quay lại cái video về luân xa số 3 của mình ở trong cái, mình có để trong phần danh sách pháp về cái hệ thống luân xa. Và đây là những cái mà mình muốn, à, chúng ta sẽ rút một lá lời khuyên dành cho những người chọn tụ số 1. Abandon. Thật sự luôn, mình nói thật với các bạn là tay mình rút hơi bị đỏ luôn á. Trong những cái video mà mình rút từ cái bộ này của mình ra cái lời khuyên cho tất cả mọi người, thì thường những lời khuyên nó rất là đẹp luôn. Đấy là sự trọn vẹn, sự đầy đủ. Nên là khi mà các bạn trải qua cái quá trình này rồi, thì đây sẽ là cái điều mà các bạn nhận được. Cái lời khuyên cho các bạn là cái gì? Đừng cảm thấy thiếu thốn với cái gì cả, bởi vì các bạn luôn có đầy đủ tất cả mọi thứ. Các bạn có đầy đủ, nhưng mà cái cách các bạn dùng nó như thế nào thôi. Thế nên là đừng nghĩ bản thân mình thiếu thốn, đừng nghĩ mình thiếu cái A, mình thiếu cái B, mình thiếu tiền, rồi mình không được ai yêu thương, các thứ, không có cái điều đấy đâu. Các bạn luôn đầy đủ, các bạn sinh ra đầy đủ rồi, tất cả mọi thứ nó là như thế. Nên là đây là cái lời khuyên dành cho các bạn và đây là cái trải bài dành cho các bạn. Ok, đây là cái điều mình muốn nói dành cho những người chọn tụ số 1. Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ số 2 nhé. Và biết tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ số 2, đấy là tụ chiếc lắc tay này. Lắc tay rất xinh xắn này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài này nhé. Ở tụ bài này thì nếu như ở tụ bài trước, có nói đến luân xa số 3, thì ở tụ bài này có nói luân xa họng, tức là luân xa số 5. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái luân xa họng ở đây chính xác nói là vấn đề gì. Thật ra khi mà rút lá cho cái tụ bài này á, thì có một lá ở cái tụ bài trước rơi ra, nhưng mà mình cảm thấy là có thể là mình bốc nhầm nên là mình đã để lại và mình rút tiếp, thì ok, lại lần nữa có một cái lá bài nữa tiếp tục ở trong cái tụ ấy rơi ra nữa, trong cái tụ một rơi ra nữa. Nên là những bạn xem tụ này có thể xem tiếp ở cái, xem lại cái tụ đầu tiên nhá, biết đâu có điều gì lấy cho các bạn. Thì ở trong cái tụ bài này chúng ta nói đến ở đây là cái gì? Đó là cái cách mà nhiều khi chúng ta nói á, nhiều khi chúng ta nói chuyện, chúng ta giao tiếp, chúng ta làm bất kể một cái điều gì đó, thì chúng ta dễ gọi là cảm giác giống như kiểu, gọi là nhầm nhỉ? Cái cách mà chúng ta nói chuyện mà chúng ta cảm thấy hơi bị, nó bị vướng mắc là cái cách mà chúng ta dùng từ nó chưa chuẩn này. Rồi nhiều khi cái cách mà các bạn nói chuyện đó, nó sẽ làm cho những cái người xung quanh cảm thấy là bạn đang khá là gay gắt với cái vấn đề của họ. Bởi vì sao? Có cái điều xảy ra thế, nghĩa là nó là tất cả những cái gì có thể xảy ra liên quan đến việc giao tiếp của các bạn. Thì ở đây chúng ta có lá choose your word carefully, tức là chúng ta cần phải chọn một cách nói nào đó một cách rõ ràng, một cách cẩn thận. Nhiều khi á, cái việc các bạn nói ra
nó chưa chắc là các bạn có thể, nó gọi là như nào nhỉ, cái cách mà các bạn nói chuyện á, nhiều khi cái cách dùng từ các bạn có thể vụng, có thể bí trong cái cách dùng từ, nhưng mà chưa chắc nó đã thể hiện cái việc là lần sau các bạn tắc, lần sau hỏng các bạn có vấn đề. Nhưng mà cái điều ở đây là cái gì, kể cả cái cách dùng từ các bạn nói có bị vấp hay chăng nữa, các bạn dùng từ cảm thấy những cái vốn từ của mình nó không được đa dạng phong phú những người khác hay chăng nữa, nhưng người ta vẫn có thể hiểu được cái cách các bạn nói là bởi vì sao, bởi vì cái năng lượng khi các bạn nói ra cái điều đấy nó là như thế nào. Thì ở trong cái đợt trải bài này, cái điều mà mình gọi là muốn mọi người để ý hơn một chút, đấy là cái khi mà các bạn nói ra cái điều mà các bạn muốn nói, các bạn hãy gọi như nào nhỉ, ở trong cái bộ này thì có lá nothingness nữa, có nghĩa là cái tính không ở đây nữa, cái sự cái hư vô, những cái gì thuộc về không nó lại nằm ở đây nữa. Thì ở đây có nghĩa là cái gì, tức là các bạn cần trọn vẹn trong cái thời điểm khi bạn nói cái điều đó ra, các bạn có cái năng lượng các bạn đặt vào trong những cái điều các bạn nói, các bạn sẽ cảm thấy là mọi thứ nó rất là trôi chảy. Ví dụ nhé, mình là một cái người thật sự là cái vốn từ của mình nó không đa dạng, cái vốn từ của mình nó không phong phú, nên là khi mà nói chuyện á, các bạn sẽ, nếu mà các bạn để ý, các bạn sẽ thấy là mình dùng những cái từ nó hết sức là đơn giản để giải thích cho một cái điều gì đó, mà tất cả những cái điều mà mình nói, những cái từ mà mình sử dụng nó cũng hết sức đơn giản, bởi vì cái vốn từ của mình, biết là cái vốn từ của mình nó là như thế nào. Nhưng mà mình đảm bảo là kể cả mình có nói thế nào chăng nữa thì các bạn vẫn hiểu là bởi vì sao, bởi vì mình đang hoàn toàn trọn vẹn cho cái việc là nói những cái điều ở đây cho các bạn nghe, mình đang đặt cái năng lượng của mình hoàn toàn tập trung cho cái việc mà mình đang nói ra. Thì nhiều khi cái điều các bạn hiểu á, các bạn hiểu cái năng lượng mình đang nói ra là cái gì, rồi từ từ rồi cứ thế một cách tự nhiên các bạn hiểu những cái điều mình nói, chứ không cần thiết là phải giải thích nó quá là rõ ràng, giải thích nó như là dùng những cái từ nó vĩ mô thôi nhá. Thì nói chung là dùng những cái từ vĩ mô nó thực sự là nó không phù hợp với mình. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là sao, tức là khi chúng ta hoàn toàn trọn vẹn cho cái điều chúng ta nói thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hết sức có thể. Và ở đây cái lá trong cái bộ keep keep of the line dành cho các bạn là cái bộ là cái lá của Sanat Kumara, Light Activation, tức là chỉ cần tỏa sáng, các bạn chỉ cần tỏa sáng với chính cái điều các bạn muốn là cái gì, nên là không cần phải, có thể là trong vài trường hợp ở đây nó giống như kiểu là các bạn chưa nói ra cái điều thực sự các bạn muốn nói mà các bạn vẫn kiểu nói giảm, nói tránh hoặc như thế nào đó chẳng hạn. Bởi vì ở cùng với cái lượt trải bài này có lá Inner Voice, cái lá Inner Voice ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, đây mình sẽ dơ sát các bạn xem, đấy là hình ảnh hai con cá heo bơi ngược chiều nhau ở trong một cái hình vòng cung có nước, để gãy loại rồi đi tả không được rõ ràng cho lắm. Thì đại loại ở đây nó giống như là một cái sự mâu thuẫn ở trong cái lời nói thì cho chúng ta, giữa cái một bên thì nghĩ là phải nói, một bên nghĩ nói kia, cái tâm trí của chúng ta hoạt động quá mạnh á, nó bị rối ở trong đó, nên nhiều khi chúng ta không biết là phải nói như thế nào cho phù hợp. Rồi nhiều khi chúng ta cũng cân nhắc là không biết nói thế có hợp lý không, nói thế có sao không, có nên nói thật hay không, hay là cứ đại loại vừa đi. Thì chính những cái điều rất là nhỏ như thế thôi nó cũng ảnh hưởng đến cái lân xa họng các bạn, bởi vì các bạn có thể biết là cái hệ thống lân xa của chúng ta tổng thể từ trên xuống dưới nó đi theo đúng cái đường thẳng như thế này, theo cái xương sống của chúng ta. Thì cái phần lân xa trên đỉnh đầu nó to, cái này nó to, nhập kia cái lân xa con mắt thứ ba, lân xa số 6 nó to, rồi cái lân xa 1, 2, 3, 4 nó cũng rất là to, bởi vì nó nhưng mà cái lân xa họng của chúng ta nó chỉ ở cái khu vực cổ của chúng ta nó khá là nhỏ này thôi, và tất cả mọi thứ đều đi qua cái họng này, ăn uống rồi hít thở rồi hút, tất cả mọi thứ, nói chung là cái gì cũng đi qua cái lân xa họng này, nên là nó rất dễ ảnh hưởng, nó rất dễ bị tắc. Nên là nhiều khi á, cái việc mà chúng ta lựa chọn, cái việc mà chúng ta nói ra cái điều gì nó cũng dễ ảnh hưởng cái việc là lân xa họng của chúng ta nó có bị tắc hay không. Và thường thì cái lân xa số 3 nên nó rất dễ ảnh hưởng, nghĩa là thường như mọi người để ý hoặc mọi người xem, mọi người quét thử cái thông qua cái video về lân xa của mình chẳng hạn, mọi người sẽ thấy là thường những cái liên quan đến lân xa số 5 nó bị tắc á, thường nó nghe là rất rất là dễ ảnh hưởng từ cái lân xa số 3. Thì ok, ở đây chúng ta có thể tạm hiểu giữa link giữa cái tụ bài 1 và tụ bài 2 là cái gì, tức là tụ bài 1 nó nhảy sang cái tụ bài này, nên là ai xem tụ bài này thì có thể xem lại cái tụ bài 1 để các bạn hiểu rõ hơn. Thì ở đây cái vấn đề luân xa họng của chúng ta đang đang được đề cập khá là nhiều, thế nên là các bạn cần phải có cái thời gian thực sự lại tiếp tục dọc cái lá này tiếp, thì tức là các bạn cần phải thời gian để trầm lại, giữ cái sự
bình yên, cái sự lặng lại, đừng để cho tâm trí các bạn hoạt động quá mạnh. Lúc nào cũng là cái kiểu là nước á, nó rất là dao động, nó luôn luôn dao động, đặc biệt là các con quả quẫy của hai con cá này, mỗi bên nó quẫy một đường á, thì nó rất là nhiễu, và cái tiếng nói thực sự bên trong của chúng ta nó không được nói ra, nên là chúng ta cần phải có cái khoảng thời gian tĩnh lặng lại để thực sự biết nghe xem là cái điều bên trong muốn nói là cái gì. Thế nên là mỗi một khi các bạn nói điều gì đấy, các bạn sẽ không phải dành thời gian các bạn nghĩ nữa, chỉ đơn giản là các bạn ở trong cái thời điểm đó, cái năng lượng đó, các bạn nói ra cái điều các bạn muốn nói thôi. Thì kể cả cái điều đó là cái gì trong nữa thì nó cần thiết phải nói ra, nó vẫn nói ra, còn cái đối tượng tiếp nhận như thế nào thì kệ người ta. Kệ người ta. Bởi vì cái việc các bạn cần nói các bạn nói thôi, còn cái việc người ta tiếp nhận cái, nó không phải là cái việc các bạn thể hiện cái sự tức giận nha. Nhiều khi các bạn nói rất là nhẹ nhàng, người ta cảm thấy nọ, người ta cảm thấy tự ái, người ta cảm thấy khó chịu, người ta cảm thấy nọ như kia, thì đấy là vấn đề của người ta. Còn điều của các bạn là các bạn nói ra những cái điều đấy, không phải là nói ra những điều đấy tức là mình xui các bạn là thể hiện cái sự tức giận ra, mà nó chỉ đơn giản là các bạn cảm thấy là các bạn cần phải nói cái điều các bạn cần thực sự suy nghĩ là cái gì. Hãy bắt đầu từ cái việc nhỏ nhất, từ cái việc các bạn lựa chọn những cái từ ngữ dành cho chính bản thân của mình. Hãy nói chuyện với bạn, hãy nói chuyện với mình hàng ngày theo kiểu là chọn những cái từ rất là đẹp đẽ dành cho chính bản thân mình, nói chuyện bản thân mình, thì dần dần các bạn sẽ cảm thấy là cái việc mà sử dụng những cái từ ngữ nó hợp tai, nó dễ nghe, nó sẽ làm cái điều hết sức là tự nhiên, và các bạn sẽ không cần phải lo lắng ấy, việc mình nói là người này có tự ái không, mình nói là người kia có buồn không, mình nói là người kia có giận không, các bạn sẽ không phải nghĩ vấn đề đấy nữa, bởi vì thực sự là các bạn đang ở trong cái thời điểm ấy, các bạn ở trong cái năng lượng phù hợp với cái tình huống đó xảy ra, các bạn chỉ đơn giản là nói ra thôi, thì đó là cái lúc mà các bạn đang thực sự sống thật với cả bản thân các bạn rồi. Là cái điều, cái món quà cho các bạn đó là cái sự đầy đủ, đấy là cái sự đầy đủ ở đây. Cái lá nó rất là đẹp, cái lá nó rất là đẹp, thì cái sự đầy đủ ở đây là cái gì? Cái đầy đủ ở đây không chỉ đơn giản là đầy đủ về mặt vật chất, mà còn là đầy đủ về mặt tinh thần, đầy đủ về cái cân bằng giữa tính nam và tính nữ. Nói một cách dễ hiểu ra thì đó là các bạn chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về bản thân mình. Chấp nhận cái phần tính nam của mình bên trong bản thân các bạn, chấp nhận cái phần tính nữ ở bên trong các bạn, chấp nhận cái sự chấp nhận cái cơ thể của các bạn, chấp nhận cái hệ tư tưởng các bạn, nói chung là tất cả các bạn chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về các bạn và dung hòa tất cả mọi thứ một cách cân bằng. Thì đó là cái lá của cái Abundance này. Nghĩa là ở trong cái bộ này thì cái lá Abundance nó không chỉ đơn giản nói về cái sự thịnh vượng của tài chính, mà còn nói về cái sự cân bằng, cái sự dung hòa cả về mặt thể chất, về mặt tinh thần, cả về mặt vật chất và về tiền bạc, rồi về cơ thể, về tình cảm, cảm xúc của chúng ta, rồi về giới tính của chúng ta, về tất cả mọi thứ. Thì ở đây khi mà các bạn cảm thấy là các bạn chưa nói ra cái điều gì đó thì khi các bạn làm cái điều đấy rồi thì các bạn sẽ có được cái món quà của các bạn, đó là cái sự đầy đủ này. Ở trong cái lượt trải bài này, khi mà cái lá này rơi ra thì nó có rất nhiều cái tình huống có thể xảy đến. Một số trường hợp thì nó giống như là kiểu come out, nghĩa là nói với cả bạn bè hoặc nói với gia đình về cái giới tính thật của mình chẳng hạn, hoặc nhiều khi nó chỉ đơn giản là các bạn cảm thấy là các bạn khó giao tiếp mọi người, thì bây giờ các bạn dành cái thời gian cho bản thân mình tĩnh lặng lại để biết xem là mình cần như thế nào, nghĩa là mình cần phải nói như thế nào để mọi người cảm thấy thoải mái. Thì trước khi nghĩ là nói nào để mọi người cảm thấy thoải mái thì hãy nghĩ là nói thế nào để bản thân mình cảm thấy thoải mái đã. Hãy đơn giản là bộc lộ những cái cảm xúc các bạn đang cố giấu ra. Thì khi mà một lần các bạn nói ra được cái tiếng nói thực sự bên trong các bạn muốn nói rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là thoải mái khi bạn nói ra cái điều đó, và các bạn đấy sẽ là cái động lực cho những cái lần tiếp theo của các bạn. Và cái lá Abundance này chính là cái món quà dành cho các bạn trong cái lượt trả bài này. Và bây giờ mình sẽ rút thêm một lá lời khuyên mình cho các bạn. Đến đây lời khuyên mình cho mình chọn tủ 2 nhỉ. Happy ending. Đó, ông bà nào mà muốn tỏ tình thì yên tâm là tỏ tình thành công. Muốn giải bày tâm sự, confess cái gì đấy thì yên tâm thành công. Muốn nói chuyện với bố mẹ hoặc là như thế nào đó thì yên tâm thành công. Happy ending. Tất cả mọi thứ nó happy ending. Không còn gì để nói luôn, thật sự nó rất là đẹp rồi. Nên là bây giờ mình sẽ
đơn giản là khép cái tụ bài này, này lại ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục đến với tụ bài số 3 nhé. Và ok, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3, đấy là về tụ bài những ai những bạn chọn chiếc vòng, chiếc vòng rất là to này, cũng nặng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chọn cái tụ bài. Xin lỗi các bạn một chút. Nhà đông con nên là nhiều khi chúng nó phá mà mình không làm gì được chúng nó cả. Rồi, ở trong cái tụ bài này thì cái món quà dành cho các bạn đầu năm 2022 là gì? Có thể ở đây những cái bạn mà chọn tụ bài này, các bạn đang ở trong cái trạng thái cảm thấy mình là người sai, cảm thấy có lỗi, cảm thấy stress, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy gì gì đó. Nói chung là tâm lý các bạn cảm thấy không được ổn cho lắm, các bạn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Thì ở trong cái tụ bài này thì món quà tiếp theo dành cho các bạn đó là cái sự nới lỏng, cái sự cởi mở của nhận thức. Tức là đây là cái gì? Tất cả chúng ta ở đây đều biết rằng chúng ta đang cùng tham gia, đang có những cái sự tương tác với nhau để từ một cái tình huống đó, từ ví dụ như trong một câu chuyện các bạn cùng tham gia với, ví dụ bạn là một cái người mà các bạn trong một tình huống rất là nhỏ thôi, không nhất thiết là phải rộng ra đến cái mức là hai người yêu nhau như nào đâu. Ví dụ trong một cái tình huống bạn cãi nhau với cả một cái người đồng nghiệp của bạn chẳng hạn, thì cái cuộc cãi nhau đấy, bất luận lý do nó là cái gì đi chăng nữa, thì hai người đang cùng tham gia vào một cái sự việc, đấy là hai người cùng cãi nhau, thì bạn từ cái sự việc này, từ góc nhìn của bạn sẽ nhận ra được à, cái vấn đề của mình ở đây là cái gì, mình cần phải xem xét bài học của mình là cái gì. Người kia cũng sẽ tự nhìn vào cái vấn đề này, và cái từ cái cuộc cãi nhau này người ta sẽ tự nhận ra cái vấn đề của người ta là cái gì, người ta dựng rút ra cái bài học của người ta. Thì đây ý mình nói là cái gì, cùng một cái trường hợp, cùng một cái tương tác, cùng một cái tình huống, nhưng mà hai người tham gia sẽ có hai góc nhìn khác nhau, hai cái nhìn nhận khác nhau. Nên nếu các bạn cảm thấy là các bạn đang cảm thấy có lỗi, các bạn đang cảm thấy hối tiếc, các bạn đang cảm thấy như nào chăng nữa, thì các bạn chỉ cần biết được rằng là tất cả mọi thứ đang ở trên đúng cái vị trí của nó, đang ở đúng cái hành trình nó cần phải ở. Và những cái mà chúng ta làm nó không có đúng, không có sai, mà nó chỉ đơn giản là cái thời điểm ấy chúng ta cần phải làm như thế, để sau này chúng ta sẽ nhìn lại, chúng ta biết được là à, cái điều, cái lúc đấy, cái thời điểm ấy, kể cả lúc đấy bạn, cái thời điểm bạn cho bạn làm sai cho nữa, thì nó vẫn có một cái gì đó để các bạn rút ra từ đó. Và các bạn biết rằng là tất cả mọi thứ nó đều trên đúng một cái, trên đúng một cái bậc thang, nó từng bậc nó rất là khớp với nhau, không có chỗ nào là sai ở đây cả. Và chỉ đơn giản là các bạn đi qua những cái sự việc đó, những sự kiện đó để các bạn trưởng thành hơn sau này. Thì ở trong cái bài học này cũng thế, trong cái trải bài này cũng thế, sorry mọi người. Thì ở đây các bạn đã từng hy vọng là có một cái phép màu gì đấy xảy ra với các bạn, thế nhưng mà các bạn đang cảm thấy bế tắc. Và các bạn chỉ cần biết rằng là fate have blocked this path for you, tức là cái thời điểm này, cái sự tắc nghẽn đấy, các bạn đang cảm thấy các bạn bị khóa ở một cái vấn đề gì đó, một ai đó chẳng hạn, các bạn cảm thấy các bạn không thể nói ra, các bạn đang càng dằn vặt ở trong cái cảm giác tội lỗi, thì các bạn chỉ cần biết là cái thời điểm này nó cần phải xảy ra như vậy. Ừ, đơn giản là vậy thôi. Và các bạn đã chỉ cần biết là thật ra kể cả cái tình huống nó xảy ra, các bạn cảm thấy như thế thì nó cũng là một cái phép màu thực sự. Bởi vì khi mà các bạn nhận ra được cái điều mà các bạn cảm thấy bế tắc như thế, các bạn sẽ có cái động lực để các bạn tìm hiểu sâu hơn bản thân của các bạn. Nó sẽ là cái động lực để các bạn khám phá cái vấn đề của các bạn đang vướng mắc, các bạn đang tổn thương. Thì bây giờ hãy quay trở lại làm việc bản thân mình và ý thức được rằng là tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là đang ở trên đúng cái việc, trên đúng cái hành trình của nó thôi. Hãy từ bi hơn, hãy khoan dung hơn với chính bản thân của chúng ta, chính bản thân của mỗi người, để đừng để cho cái cảm giác tội lỗi nó lôi kéo các bạn xuống. Cảm giác tội lỗi ấy nó cần thiết, nó đến để cho các bạn nhận ra cái vấn đề của các bạn. Và khi mà các bạn nhận ra vấn đề của các bạn rồi, hãy để cho cái cảm giác tội lỗi ấy đi và tha thứ cho chính bản thân mình, hay tha thứ cho bất kỳ cái điều gì xảy ra. Thì những cái gì mà ở bên ngoài các bạn, thì tốt nhất là hãy, những cái gì ở bên ngoài các bạn nó phản ánh những cái ở bên trong các bạn, nó giống như kiểu cái tiềm thức của các bạn được lập trình như thế rồi, thì nó sẽ thu hút những cái điều tương tự nó đến. Thì khi mà cái điều ấy đến, nó phản ánh cái gì, nó phản ánh bất kỳ cái gì, điều gì chăng nữa, hãy thử tự
hỏi từ những cái điều ấy, hỏi ngược lại bản thân mình xem là mình có đang vướng mắc những cái vấn đề như thế hay không. Và khi các bạn chấp nhận bản thân các bạn tha thứ cho bản thân các bạn yêu thương bản thân các bạn, thì cái tiềm thức của các bạn nó sẽ ghi nhớ cái điều đó, tức là bạn đã hoàn toàn clear vấn đề rồi, các bạn hoàn toàn thoải mái vấn đề rồi, thì những cái thứ xung quanh, những cái điều xảy ra xung quanh các bạn nó sẽ phù hợp với cái điều các bạn đã hoàn thành, các bạn đã rõ ràng, các bạn đã hoàn toàn gọi là chữa lành nó đi. Bởi vì ở đây á, chúng ta có lá love, only love, remember that only love is real, có nghĩa là tình yêu là cái sự thật, tất cả mọi thứ tình yêu, và cụ thể chính xác ở đây mà cái lá bài đề cập đến thì nó là tình yêu vô điều kiện. Thì kể cả có là tình yêu vô điều kiện hay là cái gì chăng nữa thì xuất phát điểm của nó là tình yêu có điều kiện, thì đấy là một cái điều hiển nhiên, nó rất là bình thường rồi. Thì chúng ta cần phải có cái quá trình chúng ta nhìn nhận tất cả mọi thứ. Khi các bạn thực sự cảm thấy các bạn yêu bản thân các bạn cảm thấy chấp nhận bản thân các bạn cảm thấy gọi là cái gì nhỉ, yêu thương, không phải là thương xót, không phải thương hại mà là yêu thật sự á. Tức là nhiều khi cảm thấy nhìn vào trong gương rồi, ôi sao tự dưng mình thấy mình yêu mình thế nhỉ, mình thấy mình thế nọ cái kia thế nhỉ, thì đó chính là cái lúc mà các bạn dành cho bản thân của các bạn tình yêu vô điều kiện, và dần dần nó cũng sẽ lan tỏa ra những cái đối tượng xung quanh, những cái sự việc xung quanh các bạn. Thì chỉ cần nhớ ở đây rằng là cái tình yêu đó chính là cái phép màu, và vũ trụ luôn luôn ở đằng sau lưng các bạn, luôn luôn vũ trụ has your back, nghĩa là tất cả vũ trụ đang ở hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Tất cả những cái gì xảy ra nó là một cái, nó là một cái động lực, nó là cái cú thúc nhẹ nhàng mà vũ trụ muốn cho các bạn nhìn vào cái vấn đề của các bạn là cái gì thôi. Và cái điều các bạn cần phải biết đây là cái gì, đó là các bạn cảm thấy là tất cả khả năng đều có thể xảy đến, không chỉ, tức là đừng có tự bó buộc mình ở đằng sau cái sự block này, ở sau cái cảm giác tội lỗi này, mà hãy mở rộng cái nhận thức của mình ra để biết rằng tất cả khả năng đều có thể xảy đến. Hãy nhìn mọi thứ ở cái góc nhìn rộng hơn. Như cái con chim này, nó bay rất là cao và nó có cái góc nhìn rất là rộng với tất cả mọi thứ, cái quang cảnh xung quanh đấy. Thì các bạn cần phải có một cái góc nhìn rộng hơn nữa về tất cả mọi thứ đang xảy ra. Nó đơn giản, nó giống như cái việc mà mình vừa mới nói thôi. Tức là bạn chỉ cần biết là cái vấn đề của bạn là như vậy. Vấn đề của người kia không giống bạn. Vấn đề của người kia, người ta cũng có suy nghĩ không giống bạn. Bạn không suy nghĩ giống người ta, thế nên là đừng có áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác và nghĩ là trong tình huống thì người ta buộc phải suy nghĩ như thế. Hãy suy nghĩ rộng ra, và từ cái việc suy nghĩ rộng ra như thế, các bạn sẽ có cái giải pháp cho chính bản thân của các bạn. Và cái kết quả cuối cùng, cái món quà cho các bạn đấy là The Master. Các bạn sẽ tìm được thấy, các bạn sẽ thực sự tìm thấy cái người thầy của các bạn. Cái người thầy này không phải là cái người thầy ở bên ngoài, và cái người thầy là cái người thầy ở chính bên trong các bạn. Các bạn là cái người thầy của chính mình. Khi các bạn thực sự bước ra khỏi cảm giác tội lỗi này rồi, các bạn có cái nhìn đa chiều hơn, nhìn rộng hơn tất cả mọi thứ, cách bao quát hơn, không có phán xét, không có bất kể một cái gì gọi là suy nghĩ áp đặt lên một cái tình huống hay một cái suy nghĩ, một cái việc gì xảy ra cả. Và các bạn ý thức được rằng là tất cả mọi thứ nó là một cái, tất cả mọi thứ xảy đến nó là một cái phép màu. Kể cả cái tình yêu nó là cái phép màu, cái tình huống đấy nó gây các bạn khó chịu chăng nữa thì nó cũng là một cái, nó cũng là phép màu thực sự luôn. Nhờ có nó thì chúng ta mới nhìn ra cái vấn đề của chúng ta, đúng không? Và khi các bạn nhìn ra tất cả mọi thứ như thế thì các bạn chính là cái người thầy của các bạn, The Master ở đây, tức là cái người thầy ở bên trong các bạn sẽ biểu lộ ra ngoài, sẽ hiển lộ ra ngoài một cái, sẽ hiện diện lộ các bạn một cách mà các bạn sẽ cảm thấy là các bạn chính là được sáng tạo, các bạn chính là cái người thầy dạy tốt nhất dành cho các bạn, của các bạn. Thì cái thời điểm này cái vấn đề nó đang bị block lại thì chỉ đơn giản biết là nó đang block cho các bạn, để các bạn xem cái vấn đề, xem xét cái vấn đề thực sự bản thân các bạn là cái gì thôi, chứ không có cái gì phức tạp, không có cái gì gọi là, không có cái gì gọi là quá nhức não cả. Bởi vì có nhiều khi cái sự ám ảnh nó là xuất phát từ cái ý niệm của các bạn, các bạn quan điểm là hoặc là xã hội quan điểm là cái vấn đề nó phải thế này phải thế kia, và các bạn vướng mắc vào trong những cái quan điểm đấy và tự các bạn cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình hay có lỗi với ai đó hoặc như thế nào đó. Thì tùy vào tình huống mỗi người thì cái cảm giác nó sẽ khác nhau, cảm giác có lỗi ấy nó khác nhau, nhưng mà mình chỉ muốn nhắc là cái cảm giác ấy thì hãy soi chiếu với bản thân của mình trước và xem xét là từ bản thân của mình trước, bởi vì những cái ở bên trong bản thân các bạn nó biểu lộ ra bên ngoài bằng cách là cái tiềm thức của các bạn vận hành ấy, là thu hút những cái tình huống, những cái con người phù hợp tương ứng, tương tác với cái vấn đề, cái khúc mắc của các bạn đang gặp phải. Các bạn nhìn lại cái vấn đề của các bạn, nhìn lại cái bài học của các bạn, nhìn lại
trải nghiệm của các bạn để các bạn có cái góc nhìn rộng hơn, và từ đó các bạn biết được là các bạn là cái đấng sáng tạo cuộc đời mình, các bạn là cái người thầy của chính mình. Và đó, đấy là cái món quà mà vũ trụ dành cho các bạn, The Master. Và bây giờ mình sẽ rút lời khuyên dành cho những bạn chọn tụ ba. Yes, thật sự tay bốc rất là đỏ, lần nào ra ông lá rất là đẹp. Yes, tất cả mọi thứ các bạn đang hỏi là cái gì thì đều câu trả lời là yes. Tất nhiên là đừng có hỏi cái có câu hỏi là tôi có thấy có lỗi không thì thôi, coi như vứt hết cái trải bài này đi nha. Mình đùa thôi, nhưng mà nó là yes ở đây là cái gì, bất kể cái câu hỏi các bạn là cái gì nó đều là yes. Các bạn sẽ vượt qua tất cả mọi thứ theo một cái cách của riêng các bạn, theo một cái cách mà các bạn cảm thấy trọn vẹn nhất, thoải mái nhất, và các bạn sẽ nhận ra cái người thầy của các bạn ở đâu. Yes là cái lời khuyên, là cái ok, là cái lời khuyên dành cho các bạn trong cái lượt trải bài này. Và đó là những cái điều mà mình muốn nói các bạn trong cái lượt trải bài của tụ 3. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tụ cuối cùng là tụ 4 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tụ cuối cùng ngày hôm nay, đấy là chiếc kẹp tóc này, Star. Và ở trong cái tụ số 4 này thì ở đây chúng ta sẽ có cái lá, đấy là bạn sẽ nhận được một cái tin tức từ xa. Thì cái tin tức từ xa này có thể là cái tin tức từ một phương xa nào đó, khoảng cách về mặt địa lý, hoặc là một tin tức từ xa ở đây giống như là cái khoảng cách một thời gian đó, tức là ở thôi gọi khoảng cách địa lý cho nó gần, xa xôi giải thích làm cái gì. Thì đó, thì ở trong cái lượt trải bài này có thể các bạn sẽ nhận được một cái tin tức, nhận được một cái tin tức từ xa. Thì cái tin tức ở đây là cái gì? Trong bốn tụ thì cái tụ này là cái tụ đầu tiên mình cảm thấy nó thiên về tình, nó thiên về cảm xúc nhiều hơn. Có những cái liên quan về mặt cảm xúc, liên quan về tình yêu, cái tụ này liên quan tình yêu nhiều hơn. Thì có những cái các bạn đang cảm thấy là các bạn bị bỏ gò bó trong một cái suy nghĩ khuôn khổ nào đấy không? Ví dụ nha. Ok, ở trong cái lượt trải bài này thì mình cũng, trong cái video của mình thì mình cũng chả ngại mà nói về vấn đề gì cả. Tức là bạn nhiều khi bạn có thắc mắc về cái vấn đề liên quan đến giữa gọi là cái gì? Gọi là tình dục và tình yêu hay không? Ở trong cái lượt trải bài này thì các bạn cần phải giải phóng bản thân của các bạn. Bất kể là cái suy nghĩ của các bạn liên quan đến cái vấn đề gì đi chăng nữa, nó liên quan đến cảm xúc nha. Nhiều khi các bạn bị vướng mắc ở trong cái vấn đề giống như kiểu là, ví dụ thôi nha, có một vài trường hợp các bạn sẽ có cái mối quan hệ giống kiểu là friend with benefit chẳng hạn. Tức là các bạn là cái mối quan hệ theo kiểu là bạn bè, nhưng mà có cái sự trao đổi như thế nào đó thì tùy mỗi người. Thì các bạn có bị suy nghĩ đấy nó ràng buộc các bạn lại không? Ví dụ các bạn suy nghĩ à, cái mối quan hệ của các bạn nó chỉ dừng ở cái mức độ đấy thôi, nó không thể nào mà tiến xa hơn nữa, nó không thể nào gọi là lên một cái bậc cao hơn nữa làm cái tình yêu chẳng hạn. Thì cái tin tức từ xa này có thể là cái tin tức từ một cái đối tượng, hoặc là từ một cái vấn đề nào đó, hoặc là một cái sự việc nào đó mà các bạn cảm thấy là rất khó, để nói là nó rất xa, nó vài tầm với các bạn. Ví dụ như các bạn thích một ai đó chẳng hạn, nhưng các bạn nghĩ là cái mối quan hệ của các bạn chỉ là friend with benefit thôi, rất khó để các bạn có thể tiến tới cảm xúc với người đó. Thì có thể cái thông tin này là từ cái vấn đề đấy, nhưng mà không nhất thiết là cái khoảng cách về mặt địa lý nha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây cần là cái gì? Đấy là các bạn cần phải giải phóng cái suy nghĩ nó kìm kẹp các bạn lại, cái nỗi sợ của các bạn, cái giải phóng những cái nỗi sợ nó kìm kẹp các bạn lại. Và các bạn cần phải biết rằng là cảm xúc ở đây á, chúng ta có lá The Lover. Cái lá The Lover ở đây nó không gọi là với mình, gọi là nhà nó không gọi, nó không có trội hoàn toàn về cảm xúc giống như cái lá Two of Cups. Mà trong cái lá The Lover ở đây nó còn có một cái sự liên quan đến thể xác, cái sự đồng điệu về mặt vật lý, về mặt thể xác như thế nào đó chẳng hạn, nó sẽ dẫn đến cảm xúc thăng hoa trong tình yêu như nào đấy. Thì ở đây trong cái lá The Lover này các bạn có thể nhìn thấy là hai cái người này và cái hình trái tim ở giữa, thì hai cái người này rất là giống nhau. Vấn đề ở đây là cái gì? Cái mối quan hệ này của các bạn
nó có những cái vấn đề nào, nó phản ánh cái những cái điều gì, cái đối tượng kia phản ánh cái điều gì trong cái mối quan hệ này, cái đối tượng kia tương tác như thế nào trong cái mối quan hệ này. Hãy thử lấy những cái vấn đề ấy soi chiếu lại bản thân của các bạn. Hãy soi chiếu bản thân của các bạn. Nếu các bạn cảm thấy là soi chiếu bản thân của các bạn quá khó, các bạn chưa biết làm nào, thì hãy xem cái cách người kia đặt cái sự quan tâm vào trong cái mối quan hệ này và soi chiếu chính bản thân mình ở trong cái tình huống ấy. Các bạn có cái sự tương tác như thế hay không, tương tự như thế không, người ta cư xử với bạn như thế nào, các bạn cư xử lại như thế nào, hai cái bên cư xử nó có tương đồng hay không, thì hãy soi chiếu bản thân. Và các bạn cần phải biết rằng là ở trong cái luật, trong cái bộ bài Osho Zen Tarot này, thì cái lá The Lover này, người ta giải thích cái tình yêu ở đây nó có 3 tầng. Như là đầu tiên, cái lần đầu tiên, cái tầng đầu tiên nó là tình dục, tầng thứ hai là tình yêu, và tầng thứ ba lên vượt lên trên đấy là cái lòng trắc ẩn, đó là cái sự từ bi. Thì ở trong cái lá The Lover này nó là bao gồm tất cả những cái điều đó, tức là nó rộng lớn hơn tất cả, nó bao gồm trùm đến tất cả, không chỉ đơn giản gói gọn ở cái việc là cái quan hệ nó chỉ dừng lại ở cái mức độ vật chất bình thường. Nó có thể là bất kỳ cái điều gì, nó có thể là cái mối quan hệ chỉ đơn giản là về mặt cảm xúc, về mặt chỉ đơn giản về mặt sinh lý hoặc mặt vật chất, ở đây quan hệ tiền bạc nào đấy. Thì cái lá bài nó sẽ hướng đến các bạn là cái sự tròn vẹn tất cả, cái sự tròn vẹn tất cả của cảm xúc, và đó mới là cái tình yêu, của nó là cái sự trắc ẩn, đó là cái sự từ bi ở trong cái mối quan hệ này. Và cái món quà dành cho các bạn là cái gì? Đấy là cái sự đơn giản, tức là các bạn đang tự phức tạp hóa những cái, các bạn đang tự giữ bản thân mình lại ở trong cái nỗi sợ mà các bạn đang vướng mắc. Và cái việc các bạn bây giờ là cái gì? Hãy giải phóng cái nỗi sợ ấy ra. Ở đây có ít nhất là 1, 2, 3 lá bài nói cái việc các bạn cần phải giải phóng cái nỗi sợ của các bạn và hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Có những cái các bạn nghĩ là nó phức tạp, nghĩa là thật ra là cái cuộc sống này này, tất cả những cái mà chúng ta trải qua trong cuộc sống này, nhiều khi nó làm cho các bạn bị phức tạp hóa và các bạn quên mất là làm thế nào để nó thực sự đơn giản. Thì trong cái lượt trải bài này, nó sẽ hướng các bạn đến cái việc là hãy suy nghĩ mọi thứ một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Hãy có cái sự kết nối giữa trái tim và tâm trí. Trái tim của các bạn muốn cái điều gì, hãy thể hiện cái điều ấy ra. Cái cảm xúc của các bạn là cái đơn sơ, là cái gọi là cái gì nhỉ, cái rõ ràng nhất, cái đơn thuần nhất, cái chân thật nhất, để bộc lộ là cái điều các bạn thực sự muốn là cái gì. Và bây giờ hãy đừng để cho tâm trí can thiệp vào, hãy đừng kìm kẹp cái cảm xúc đó, những cái mà các bạn thực sự mong muốn đó. Hãy giải phóng nó ra để mọi thứ trở nên đơn giản nhất. Tất cả những cái bạn cần là cái gì thì nó chính là cái điều đơn giản nhất mà các bạn cần thực sự phải nhìn nhận lại, nhìn thẳng vào nó trong cái tình huống này. Ở trong cái lá này thì hướng các bạn đến cái sự đơn giản, tức là cái món quà mà các bạn nhận được nó sẽ là cái sự đơn giản. Chỉ đơn giản là hãy đi ra ngoài và biết rằng là các bạn là một cái điều rất là tuyệt vời, các bạn là một tạo vật rất là đẹp, rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ. Thế nên là các bạn sẽ không cần phải cảm thấy thiếu thốn hay là cảm thấy sợ hãi bất kể một cái điều gì cả. Hãy dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy nhìn ra bên ngoài và biết rằng là vũ trụ đẹp ở ngoài kia cũng ở bên trong chính các bạn. Các bạn cũng đẹp y chang như vậy. Các bạn là một cái gọi là nhỉ? Thôi thì dành một thời gian viết bài văn tâng bốc bản thân đi. Bởi vì thực sự là các bạn xứng đáng như thế. Hãy đơn giản là lấy một cái bút, một tờ giấy, hít một hơi thật sâu. Thật sự hít một vài hơi thật sâu để cho cái tâm trí của mình lắng xuống. Và hãy bắt đầu viết. Viết về những cái mà các bạn cảm thấy, suy nghĩ về bản thân mình, và thư giãn hết sức có thể. Nếu các bạn cảm thấy cái việc viết mà các bạn làm cho các bạn cảm thấy ngại, thì hãy thử bằng cái việc ghi âm. Hãy tâm sự với chính bản thân mình, nghe cái giọng nói của mình, và hãy yêu thương thì cái giọng nói của mình. Bởi vì có một vài trường hợp trong đấy có cả mình lúc đầu rất là ngại nghe lại cái giọng của mình khi mà ghi âm một cái gì đó. Nhưng mà hãy thử nghe lại cái giọng của mình xem. Các bạn sẽ thấy là các bạn thật sự là cần thời gian dành cho các bạn thật sự tuyệt vời như thế nào. Cái lá này nó không chỉ đơn giản là sự tồn tại, mà nó còn là cái sự tận hưởng. Tức là dành cái khoảng thời gian ngồi ở cái không gian rất là tuyệt đẹp để tận hưởng cái khoảng thời gian của chính bản thân các bạn, để ý thức một cách rõ ràng nhất là các bạn đang ở đâu, các bạn đang thực sự làm cái gì. Nó không chỉ đơn giản là cái sự
cái sự tồn tại ở đây nó không chỉ đơn giản là theo kiểu là mình sống qua ngày các thứ, mà nó còn là cái sự tận hưởng từng khoảnh khắc. Nên là hãy dành thời gian, cái món quà cho các bạn trong đầu năm 2022 đó chính là cái sự nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình hơn, thì các bạn sẽ hiểu được rằng tất cả mọi thứ nó đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp theo cái cách mà các bạn đang suy nghĩ cả. Hãy giải phóng bản thân khỏi những cái nỗi sợ, những cái sự ràng buộc, và nhảy những cái bước nhảy với vũ trụ, nhảy những bước nhảy với đồng điệu với cả những cái năng lượng xung quanh các bạn, nhảy những cái bước nhảy đồng điệu với chính bản thân của các bạn. Các bạn cảm thấy như thế nào, các bạn cảm thấy vui vẻ, các bạn cảm thấy như thế nào đó, hãy thử nhảy với chính bản thân mình một cái điệu nhảy thật là vui vẻ, thật là thoải mái, và giải phóng, thả lỏng, đừng để cho tất cả những cái suy nghĩ, những cái gì bó buộc, ràng buộc níu giữ bước chân các bạn lại. Và cái điều tuyệt vời, thật sự là cái điều mà tuyệt vời nhất mà bản thân mình cảm thấy, tức là các bạn đã dành thời, tức là cái tình yêu á, nó không phải là tình yêu các bạn dành cho người khác, mà nó là cái tình yêu các bạn dành cho chính bản thân các bạn. Thật sự là mình nói điều này rất là nhiều lần, nhưng mà khi các bạn yêu bản thân các bạn á, chỉ cần nghĩ các bạn, tự mình nghĩ bản thân mình thôi là đã cảm thấy rất là rộn ràng, rất là háo hức, rất là xúc động. Nghĩa là chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về bản thân mình, và không có cái gì mình cảm thấy chê trách gì ở bản thân mình cả. Cảm thấy rất là yêu bản thân mình, thì đấy là cái tình yêu trọn vẹn nhất. Thì tất nhiên là chúng ta cần phải có, cần có những cái trải nghiệm, và từ những cái trải nghiệm đấy, từ những cái trải nghiệm ấy, những cái trải nghiệm ấy có thể làm cho các bạn có những cái suy nghĩ đơn giản, làm cho các bạn có những cái suy nghĩ phức tạp. Nhưng mà dần 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 đừng quên cái bản chất thật của các bạn đang trọn vẹn, các bạn đầy đủ ngay từ khi các bạn sinh ra rồi. Tất cả mọi thứ nó rất là đơn giản, thì hãy đừng quên mất cái bản chất đơn giản. Cái sự đơn giản ấy nó đang bị gói lại bằng những cái tổn thương, những cái nỗi lo, những cái nỗi sợ, những cái làm cho bạn cảm thấy không an toàn, cảm thấy mất tự tin, được hình thành từ khi các bạn còn rất là bé, bởi vì những cái định kiến của gia đình, của xã hội, bởi vì cái tôi xã hội, bởi vì tất cả mọi thứ đang, mỗi một thứ nó chồng một lớp lên, nên ra các bạn nhìn bản thân các bạn dưới từng đấy lớp. Thì bây giờ hãy bóc những cái lớp ấy ra và nhìn cái bản chất thật của bên trong các bạn. Đó chính là cái sự đồng điệu, đó là cái giai điệu các bạn nhảy với chính bản thân mình. Hãy lấy lại cái giai điệu của chính bản thân mình, và đơn giản là tận hưởng với những cái gì đơn giản nhất thuộc về chính bản thân mình. Và cái món quà đấy là cái thông tin từ xa. Mình không biết, mình sẽ không nói đi sâu chính xác cái vấn đề cái thông tin đấy là cái gì, nhưng mà ở trong cái trải bài này thì mình cảm thấy cái điều đấy nó liên quan đến những cái vấn đề thuộc về tình yêu đôi lứa gì đó. Đừng bị ràng buộc với bất kỳ một cái điều gì cả. Hãy giải phóng bản thân mình khỏi những cái mà bạn cảm thấy không phù hợp, kể cả cái mối quan hệ mà bạn cảm thấy không phù hợp. Nếu bạn cảm thấy là cái mối quan hệ đấy nó không đem lại cho các bạn giá trị, không đem lại các bạn giá trị, mà các bạn cảm thấy là các bạn gọi là nhờ các bạn chưa nhận thực sự cái giá trị của các bạn bên trong, và bạn cảm thấy là mệt mỏi mối quan hệ đấy, thì hãy đơn giản là làm những cái điều các bạn cần thiết phải làm. Mình nghĩ là các bạn biết các bạn cần phải làm gì, và nó hãy chỉ nghĩ đơn giản đó là cái thời gian để các bạn nghỉ ngơi thôi, dành thời gian cho bản thân mình nghỉ ngơi, giải phóng bản thân mình khỏi những cái mà cứ liên tục làm cho các bạn cảm thấy suy nghĩ mệt mỏi. Thì đấy là cái lúc mà các bạn cần thực sự nghỉ ngơi, và đó là món quà cho các bạn. Bây giờ mình sẽ rút lời khuyên cho những người chọn tụ 4 star. Đây cũng là star rất là đẹp. Rồi, lời khuyên thì cho những người chọn tụ 4 nha. Yin and Yang. Tuyệt vời luôn, thật sự cái lượt trải bài ngày hôm nay tuyệt vời luôn. Mình rút cái lá nào từ cái bộ này ra cũng là đây nhá, toàn những lá đẹp, không hề ra một cái lá nào mà để cho mình phải confuse cả. Yin and Yang, đấy là sự đầy đủ, cái sự trọn vẹn. Các bạn luôn đầy đủ, như cả bốn cái lượt trải bài ngày hôm nay, chỉ cần ý thức được là các bạn đầy đủ với chính bản thân của các bạn. Và từ đó, hay chỉ đơn giản là những cái khác nó xảy ra trong cuộc sống của các bạn, nó giống như kiểu cái gia vị cho vào thêm thôi, chứ nghĩa là bổ cho vào thêm để các bạn cảm thấy muốn đậm vị, kiểu muốn ăn mặn hơn một chút, thì đấy, cho thêm tí súp, tí muối vào như nào đó tùy, chứ nó không ảnh hưởng các bạn, cái bản chất thật, cái sự đơn giản các bạn, tất cả mọi thứ nó quá hoàn hảo rồi, nó là cái sự trọn vẹn, là yin yang thật sự luôn. Divine love không phải bàn, quá là đẹp luôn.
Đó, lớp thích lớp có lớp, tụ số 4 là lớp nha. Và hãy đừng quên xem lại những cái tụ, xem tiếp những cái tụ bài khác nếu các bạn cảm thấy video các bạn sẽ nhận được cái thông điệp nào đấy phù hợp để cho các bạn. Và đó là những cái điều mà mình muốn nói cho các bạn trong cái tụ 4 này. Và tụ này cũng kết thúc cái video ngày hôm nay trải bài về món quà gì cho các bạn đầu năm 2022. Hy vọng các bạn đã tìm được cái gì đó thực sự phù hợp với các bạn. Và một phút thì cho quảng cáo, đấy là các bạn muốn mình có mở khóa 10 ngày cân bằng luân xa. Và nếu các bạn muốn tham gia khóa 10 ngày cân bằng luân xa thì hãy liên lạc với mình. Mình sẽ thông báo các bạn lịch mở, mình lịch bắt đầu khóa và cái cách đăng ký tham gia cái khóa như thế nào. Và ngoài ra thì mình vẫn tiếp tục mở các lớp dạy Reiki, làm thôi miên đó, rồi xem tarot, tất cả những cái dịch vụ của mình vẫn đang luôn mở. Để biết thêm thông tin chi tiết thì hãy truy cập vào page Asana Trạm để chữa lành, mình có để ở link dưới phần description. Và kết thúc cái lượt trả bài ngày hôm nay, cảm ơn bạn đã xem cái video này. Và ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.